Xin chào các bạn, trên bàn bên tay trái của mình là chiếc Xiaomi 14 Pro, còn bên phải sẽ là chiếc Xiaomi 13 Pro. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình sẽ không so sánh hai máy đâu nhá. Thì mình sẽ chỉ sâu qua cho các bạn một chút xem là giao diện Xiaomi HyperOS nó khác gì so với cả MIUI 14. Đó. Ok, hãy cùng mình bắt đầu nha. Trước khi bắt đầu thì xin các bạn 30 giây quảng cáo này. Team chúng mình có một cái Shopee tên là Mobile City Meta Store, chuyên bán phụ kiện điện thoại như kiểu là sạc cáp, sạc dự phòng, tai nghe không dây, sờ nóng lạnh, bao giá rẻ nhất Việt Nam luôn. Trên đó thì bọn mình cũng sẽ bán cả điện thoại nữa nhá, bảo hành vàng 12 tháng của Mobile City. Những bạn ở xa không đến shop được ấy thì có thể mua tại Shopee cho nhanh, được chưa? Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Quay trở lại nội dung ngày hôm nay, đây. Giao diện tổng thể của HyperOS thì cũng không khác nhiều so với cả MIUI 14 các bạn nha. Đây, mặc định của máy này, vị trí icon giống nhau luôn. Đó. Và khi mà các bạn để mặc định cái ROM gốc, ROM China ấy, đây, khi vuốt xuống nhá, cũng đều là cái tìm kiếm của Trung Quốc này. Vuốt lên, như nhau, vuốt kịch sang bên trái. Đó, áp vào, giống hệt nhau các bạn nhá. Tất nhiên là ở mỗi icon ấy, nó sẽ hơi khác một chút. Ví dụ cái icon setting này, icon album ảnh này, đúng không? Nó sẽ 3D hơn một chút thôi. Khi mà các bạn vuốt ở bên trái màn hình xuống này, chúng ta sẽ có phần thông báo. Thì cũng gần như tương đương thôi, không khác gì cả. Giữ lâu thì sẽ là mờ xung quanh này. Đó. Vuốt sang phải, thanh counter center thì nó sẽ khác khá là nhiều đúng không? Những cái phím tắt ấy, nó sẽ để ở dưới cùng các bạn nhé. Đây, em này thì vuốt sang này. Tất nhiên là có thể chỉnh sửa nha. Đó, các tính năng thì cũng xem nhau thôi, không khác quá nhiều. Với trình đa nhiệm thì sao? Ok, nó cũng là giống nhau các bạn nhé. Nói chung bản chất thì vẫn là MIUI thôi. Một vài sự khác biệt này, với phiên bản HyperOS khi mà các bạn thay đổi giữa các chế độ âm thanh. Đây, các bạn thấy phần trên này, mình sẽ vào màn hình trắng cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Đấy nhá, khi mà chuyển qua lại giữa các chế độ âm thanh này. Đó, các bạn thấy chưa? Nhìn cũng hay phết nhỉ. Trong khi với MIUI 14 thì chả gì cả, nó chỉ thông báo một cái pop-up nhỏ ở đây thôi. Tiếp tục là về animation khi mà các bạn vuốt ra ngoài này. Đó, tổng thể là giống nhau nhưng mà các bạn để ý kỹ nhá. Cái phần bánh xe của MIUI 14 ấy, nó sẽ quay sang bên trái. Đó, còn với HyperOS sẽ quay sang phải. Hơi ngược nhau một tí. Hay là cái giao diện ảnh này khi mà các bạn vuốt ra ở MIUI nhá. Đó, nó hiệu ứng nó cũng sẽ hơi khác một chút so với cả HyperOS đúng không? Đây, đóng mặt cùng lúc cho các bạn xem. Nói chung là effect thì như nhau, chẳng qua là cái animation của icon thì hơi khác một xíu. Bây giờ thì mình sẽ kiểm chứng cho các bạn về độ mượt của HyperOS nhé. Kiểu thao tác nhanh ấy. Mình sẽ đóng mở liên tục cái app setting này. Mặc dù là cái app chưa đóng hết nhá, vẫn bấm mục tiếp luôn. Các bạn thấy chưa? Và nó rất là mượt, rất là theo tay. Chẳng qua là animation nó chậm quá thôi. Chứ còn, đúng không? Mình chưa kịp đóng cái app setting lại thì đã bấm được rồi. Rất là mượt các bạn nhá, phê luôn. Còn với MIUI thì sao? Nhìn đã thấy giật hơn này. Cũng không quá giật đâu nhưng mà nó khác hoàn toàn nhỉ? Em kia nhìn nó kiểu mượt mà ấy. Đóng mở nhiều app nhanh nhá. Đúng không? Màn hình nó cứ nháy nháy. Tại vì animation không chỉnh chu. Còn với HyperOS này. Đấy, nhìn cảm giác nó chậm hơn nhưng mà rõ ràng là animation mượt hơn hẳn đúng không? Nó không bị nháy nháy màn như kiểu là MIUI. Mỗi tội animation chậm quá, toàn phải chờ nó ra. À, tiếp theo là cái giao diện khi mà các bạn cắm sạc máy nó cũng khác một chút nhé. Với HyperOS này, đây, vào màn hình trắng các bạn nhìn rõ hơn. Nó cũng sẽ pop up xuống, đấy. Trong khi với MIUI thì nó chỉ đơn giản là sạc thôi. Nó sẽ hiển thị cả màn hình như này, bị che mất thông tin nhỉ. Khóa màn hình thì cũng sẽ có cái giao diện sạc như vậy thôi. Mình sẽ mở thử một số app để các bạn xem giao diện bên trong app khác gì không nhá. Ví dụ vào setting này, tất nhiên rồi. Nó sẽ thay đổi về cả màu sắc lẫn icon này. My device, Xiaomi HyperOS, MIUI 14. Còn đâu thì chức năng setting các thứ như nhau thôi, không khác gì cả. À, có một cái mục là wallpaper này. Thì mình thấy là với cái giao diện HyperOS, chúng ta sẽ có những cái bộ hình nền các thứ nó đi với nhau. Ví dụ đây. Khá giống so với cả Pixel nhỉ. Tất nhiên MIUI 14 thì chưa có, đúng không? Nó sẽ là hình nền với cả cái on-way on-display đi với nhau. Đấy, đúng không?
Effect này. Đó. Giao diện Gallery này có thay đổi một chút các bạn nhé. Những cái tab ở trên thì đây, với MIUI 14 thì sẽ là phía trên, còn HyperOS là phía dưới. Chả biết bấm nào tiện hơn thì các bạn comment nhé. Nghe điện thoại này cũng vậy, những cái tab thì HyperOS nó sẽ ở dưới, trong khi MIUI 14 sẽ là ở trên, ngược lại với nhau. Trình chụp ảnh đi. Những cái vị trí này thì thay đổi được các bạn nhé, không tính. Nói chung là giao diện camera thì vẫn thế thôi, không khác nhiều các bạn nhé. Nhưng mà khi chụp ảnh ra thì có sự khác biệt đây nhá. Ví dụ các bạn chụp ảnh có người đi, với phiên bản HyperOS này, giữ vào chủ thể. Đó, chúng ta sẽ tách được ra giống như trên iOS đúng không? Các bạn có thể là gửi qua Messenger chẳng hạn. Nó chậm hơn iOS thôi, nhưng mà nó dùng được. MIUI 14 thì đây, không chuyện gì xảy ra các bạn nhé. Giữ máy thoải luôn. Với HyperOS thì mình đang không tìm thấy cái phần Game Turbo các bạn nhé. Không có luôn ấy, kể cả khi vào cái phần setting này, set turbo. Đấy, không có luôn. Trong khi với MIUI 14 thì sẽ có game turbo này. Đó, thì mình sẽ vào trong game để mà show cho các bạn. Chúng ta đều sẽ vuốt từ trái màn hình sang nhé. Đó, giao diện thì cũng easy look luôn, không khác gì cả. Chung giống nhau. Đây, chế độ máy này, performance với cả balance giống nhau. Có một điểm cuối cùng thôi, đó là mình thấy cái giao diện khi mà các bạn dùng NFC ấy, nó cũng sẽ hơi khác một chút. Ví dụ này, đây sẽ là HyperOS với cả MIUI 14 nhé, khi chạm vào nhau. Đó, nó sẽ chỉ pop up ra một cái như này thôi. Nhưng mà khi mà các bạn dùng hai chiếc máy HyperOS, đây là Xiaomi 14 nhé, các bạn chạm này. Đó, giao diện nó khác đúng không? Ok, vừa xong là một vài điểm khác biệt nhỏ nhỏ giữa giao diện của HyperOS với cả MIUI 14. Vậy thì các bạn thấy sao? Các bạn thích giao diện nào hơn? Hãy để lại comment phía bên dưới. Với mình ấy, thì mình thích cái sự mượt mà của animation trên HyperOS. Còn các bạn thì sao? Comment phía bên dưới nhá. Và đừng quên, link mua của những chiếc máy như kiểu là Xiaomi 14 Pro này, Xiaomi 13 Pro, mình đều sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!